Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Thế giới đã vượt ngưỡng 18 triệu ca mắc COVID-19. WHO quan ngại về nguy cơ đại dịch kéo dài. Nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục và dấy lên quan ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến nguy hiểm và khó lường tại Mỹ khi số ca mắc mới tăng tới sáu con số trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp ghi nhận hơn 60.000 ca nhiễm mới trong mỗi ngày. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với số ca nhiễm đang tiến gần con số 4,8 triệu ca nhiễm. Brazil hiện đứng thứ hai với hơn 2,7 triệu ca nhiễm. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tăng cao kỷ lục tại nhiều nơi ở châu Á. Ấn Độ hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao thứ ba trên thế giới. Trong khi đó, Mexico đã dược Anh trở thành nước có số ca tử vong do dịch COVID-19 cao thứ ba trên thế giới. Philippines và thủ đô Tokyo của Nhật Bản đều thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 21 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm 18.070.640 người, số ca tử vong 689.761 người, số ca chữa khỏi 11.363.577 người. Tại Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng là 16 ca, Quảng Nam 9 ca, Đắk Lắk 2 ca, Đồng Nai 1 ca, Khánh Hòa 1 ca và Hà Nam 1 ca. Như vậy tại Việt Nam, số người nhiễm là 620 người, số ca tử vong 5 người, số ca chữa khỏi 373 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 4 người, số ca chữa khỏi 4 người.